Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thật sự là vui quá. Lúc đầu nói là hát 5 bài thôi mà quý vị khán giả quá dễ thương, cho nên em với Su chơi tới luôn. Hôm nay có lại em có rớt cái gì không vậy? Em rớt cái vú 3 lần rồi đó. Su là một gương mặt hài rất là thịnh hành hiện nay. Xin quý vị dành cho Su một tràng vỗ tay thật lớn cùng với em nữa. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn em đã